Thưa quý vị và các bạn, trong tháng 7 và tháng 8 vừa qua, Tổng đài đã nhận được nhiều đề nghị can thiệp, hỗ trợ làm giấy khai sinh để trẻ có điều kiện đi học. Phần lớn các trường hợp vướng mắc này đều xuất phát từ lý do cha mẹ có quan hệ hôn nhân phức tạp, nhưng khi gia đình và chính quyền địa phương có sự phối hợp, phát huy trách nhiệm của mình thì quyền khai sinh của trẻ sẽ được đảm bảo. Alo, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe. Đầu tháng 7 năm 2019, Tổng đài 111 nhận được thông tin từ anh A ở huyện Ninh Giang, Hải Dương cho biết hai cháu của anh là H sinh năm 2013, T sinh năm 2016 đến nay vẫn chưa được làm giấy khai sinh. Cháu H năm nay đủ tuổi vào lớp 1 nhưng chưa có giấy khai sinh nên không thể làm thủ tục nhập học. Nhân viên của Tổng đài 111 đã kết nối với cán bộ trẻ em xã và được cung cấp thông tin bố mẹ hai cháu sống với nhau không có đăng ký kết hôn. Hiện bố của các cháu đang chấp hành án phạt tù do vi phạm pháp luật. Mẹ các cháu đã bỏ đi biệt tích. Hai cháu đang ở với bà nội. Gia đình đang đề nghị làm giấy khai sinh cho hai cháu. Thì trong trường hợp cha mẹ mà không thể đăng ký khai sinh cho con được thì là những người thân thích hoặc ông bà đang nuôi dưỡng trực tiếp đến Ủy ban Nhân dân nơi xã phường để đăng ký làm cái thủ tục đăng ký cho cháu bé. Thì căn cứ vào khoản 1 của cái nghị định 15 năm 2014 của chính phủ thì quy định Ủy ban Nhân dân xã mà nơi có trẻ cư trú thì có trách nhiệm đăng ký giấy khai sinh cho cháu bé. Nhân viên Tổng đài 111 đã đề nghị cán bộ trẻ em xã phối hợp với cán bộ tư pháp kịp thời nắm bắt thông tin, báo cáo lãnh đạo xã có giải pháp đăng ký khai sinh cho hai cháu để có đủ điều kiện nhập học trong năm học mới, đảm bảo quyền trẻ em. Hai cháu này thì nó có một cái khó của nó là hai cháu lại không chứng minh được bố là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, một cháu thì lại không có hồ sơ sinh ở dưới bệnh viện. Thế thì sau này thì chỗ bên tư pháp người ta hướng dẫn cho gia đình là làm cái thủ tục là nhận con nuôi. Một đứa thì có mẹ, còn một đứa thì coi như là trẻ bị bỏ rơi theo quy định của pháp luật. Đến bây giờ thì hai cháu là có đủ điều kiện được để đi học được. Thế còn sau này cũng giao cho gia đình là tiếp tục chăm sóc theo quy định của pháp luật. Khai sinh là một trong những quyền cơ bản của trẻ em, nhưng vì những lý do khác nhau mà cha, mẹ, gia đình, chính quyền địa phương chưa làm giấy khai sinh cho trẻ, ảnh hưởng đến các quyền của trẻ em. Hiện nay, pháp luật đã tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện quyền khai sinh của trẻ. Do vậy, cha, mẹ, gia đình, chính quyền địa phương cần nâng cao trách nhiệm của mình, đảm bảo quyền lợi cho trẻ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vì Trẻ Em hôm nay xin phép được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể xem lại nội dung chương trình trên địa chỉ fanpage Truyền hình Vì Trẻ Em VTV1 và liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ Ban biên tập Truyền hình Vì Trẻ Em, tầng 8, khách sạn Công đoàn Quảng Bá, số 98 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ, Hà Nội. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong khung giờ này thứ 5 tuần sau.